Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ phát wifi từ sim 4G miễn phí. Thì cái cách này mình sẽ phải cài cái V2Ray lên trên cái OpenWRT nhá. Ở đây mình đang có một cái router Xiaomi Mini. Nó sẽ có cái cổng USB để gắn được cái USB 4G ở đây. Thì cái USB 4G ở đây mình dùng cái loại này này. JAT. USB JAT 4G. Ở đây là cái cổng gắn sim của nó bị gãy ấy. Nên thành ra mình mới hàn cái sợi dây qua bên này để gắn cái sim ở bên ngoài. Chứ không cần phải độ đĩa gì cả. Các bạn chuyển mua các cái loại USB 4G về, các loại USB mà nó thuộc cái loại là ANDIS ấy. Đó. Thì chúng ta sẽ phát wifi ra từ sim 4G thông qua V2Ray thì được miễn phí luôn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đầu tiên các bạn sẽ login vào trong cái OpenWRT nhé. Thì ở đây mình sẽ login vào và sau đó các bạn sẽ vào trong cái mục Interface. Thì chúng ta sẽ cần chỉnh lại cái địa chỉ IP cho cái router. Tức là mình sẽ đặt một con số như các bạn nhìn thấy ở đây, là mình sẽ đặt một cái con số là .7.1 để nó tránh ra các cái việc trùng IP với cả cái USB 4G nhá. Thì như USB 4G này nó sẽ có cái gateway là .1.1 thì sẽ bị trùng. Thì các bạn chỉ cần vào trong cái bridge LAN này, các bạn chọn edit này. Rồi các bạn chỉnh sửa cái con số .1.1 thì thành một cái con số bất kỳ các bạn thích. Miễn sao là tránh được các cái con số mà nó dễ gây trùng với cả cái USB 4G ấy. Đó, ở đây mình chọn số 7 để nó tránh luôn. Rồi dismiss. Thì sau khi chúng ta đổi xong thì chúng ta sẽ cần login vào địa chỉ là 192.168.7.1. Rồi tiếp đến thì chúng ta sẽ cần phải cài các cái gói khác nhau, các cái gói phần mềm thì chúng ta sẽ vào phần system software. Thì trong cái phần system software ấy, thì các bạn sẽ cài cho mình cái gói để nhận USB 4G, cái loại là ANDIS. Thì cái loại USB này nó sẽ là một cái loại USB nó có ra thành rẻ và nó rất là phổ biến. Thì vì vậy mình sẽ hướng dẫn trên cái loại USB này. Các bạn sẽ cài các gói là KMOD USB NET ANDIS và USB MOD Switch là để chuyển đổi MOD. Rồi, như ở đây là mình đã cài xong hai gói đó rồi này, là USB là ANDIS. Đó, các bạn thấy là mình đã cài lên rồi nhá. Thì nếu mà các bạn không thấy cái ở available nó có bất kỳ một cái nào thì các bạn sẽ bấm vào update list, thì nó sẽ update lại cái danh sách các cái phần mềm có thể cài. Rồi tiếp đến là các bạn sẽ cần cài cho mình hai gói này cho chắc ăn, là cái gói CA Certificate và cái gói DNS Full. Thì cái gói bình thường mặc định nó sẽ cài cho chúng ta là cái gói DNS thường thôi, thì chúng ta sẽ phải cài gói DNS Full. Ok, thì chúng ta sẽ xóa đi gói DNS thường và chúng ta sẽ cài lên cái gói DNS Full. Rồi xong đó là chúng ta sẽ tải hai phần mềm quan trọng nhất là phần mềm V2Ray Core và Lucy App. V2Ray là để chúng ta có một cái giao diện trên cái Lucy, là cái web đây này, để chúng ta có thể cài đặt một cách dễ dàng hơn. Thì mình đã dẫn link ở trên cái blog của mình rồi, các bạn cứ vào trong cái blog của mình rồi vào trong cái link, chọn đúng cái loại router của các bạn, để chúng ta tải đúng phần mềm về. Riêng cái Lucy App ấy, thì nó sẽ chỉ có một cái cho tất cả các loại router khác nhau. Thì ở đây mình đã cài đâu nhỉ, nó sẽ tên là V2Ray. Đó, ở đây mình cài cái bản mini. Thì các bạn nếu mà cái free space của các bạn mà lớn hơn 10 MB thì các bạn sẽ dùng cái bản mini cho nó nhỏ. Còn nếu mà của các bạn mà trống hơn 20 MB thì các bạn nên dùng cái bản V2Ray Core thôi. Bởi vì là cái bản core sẽ đầy đủ hơn, còn cái bản mini nó sẽ bị thiếu cái file GeoIP, thì nó sẽ các bước sau nó sẽ làm phải thêm một vài bước để chúng ta tắt cái đó đi.
Thì sau khi cài cái Lucia này thì chúng ta sẽ thấy có thêm một cái service V2Ray là sau khi bạn cài cái Lucia nhé. Nếu mà các bạn cài xong rồi mà không thấy thì chúng ta log out ra, log in lại để nó cập nhật giao diện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong mục interface trước. Thì trong cái mục interface ấy, thì khi mà các bạn cài cái keymode USB thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta thêm một cái Ethernet. Còn như ở đây của mình nó sẽ là Ethernet 1. Các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện thêm, có thể nó sẽ là USB 0. Thì mình có hai cái thiết bị, một cái JAT Wi-Fi nó là USB thì nó sẽ là Ethernet 1. Còn cái thiết bị khác của mình nó sẽ là USB 0. Thì tùy thuộc vào thiết bị của các bạn với cả số cổng Ethernet có trên cái router của các bạn thì nó sẽ xuất hiện thêm và đánh số là một cái số lớn hơn nữa. Rồi thì chúng ta sẽ qua mục Interface và các bạn sẽ bấm vào Add New Interface. Thì trong mục Add New Interface thì protocol các bạn sẽ chọn DSP, còn cái device thì các bạn chọn đúng cái device mà nó vừa mới thêm khi mà chúng ta gắn cái USB vào. Đó. Còn tên thì các bạn đặt tên tùy ý nhá. Ở đây là mình đã tạo tạo ở đây rồi, 4G1, mình đặt tên là 4G1. Các bạn sẽ chỉ có để mặc định hết tất cả các thông số, chỉ có chỉnh cái phần device thành cái Ethernet 1. Cái protocol các bạn để là DHCP client. Qua cái mục firewall thì các bạn sẽ để vào cái group là cái WAN. Ok. Ở đây mình đã tạo xong rồi thì sau đó là nó sẽ được cái USB Wi-Fi cấp một cái IPv4 nào đó. Rồi thì chúng ta như vậy là đã kết nối xong được cái router với cả USB 4G thì các bạn sẽ vào trong mục Service V2Ray. Thì trong cái mục này thì đầu tiên nhất là nếu mà các bạn sử dụng cái bản mini như của mình ấy, các bạn nên vào luôn cái routing. Rồi chúng ta tắt luôn cái routing đi. Bạn chỗ enable các bạn tắt đi, bởi vì nó sẽ có một vài cái cài đặt trong này nó sẽ sử dụng cái GeoIP mà cái file đó trong bản mini sẽ không có. Ok, tiếp theo nữa là trong cái mục inbound. Trong inbound thì nó có bao nhiêu cái symbol các bạn xóa hết đi, các bạn giữ lại cái docodemo door thì các bạn chỉ giữ lại cái này thôi nhé. Các bạn giữ nguyên si như cái default của nó. Thì ra trong này mình mở lên edit thì nó cũng không không có cài đặt gì nhiều. Đó, các bạn xem trong này nó hầu như để mặc định hết luôn. Rồi chúng ta sẽ back ra. Tiếp đến là cái mục quan trọng nhất là about. Thì cái mục about ấy, các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một cái URL vmessage như thế này. Đó. Các bạn copy vào thì các bạn bấm vào nút import. Import thì các bạn dán cái URL vmessage thì nó sẽ tự được động điền cho chúng ta tất cả luôn. Đó, link import được. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ tự điền cho chúng ta. Thì có một vài lưu ý như này, các bạn bấm bây giờ hoặc là chúng ta có thể thêm bằng tay bằng nút S này thì nó cũng ra kết quả tương tự. Thì mình có một vài lưu ý là các bạn sẽ cần phải edit lại. Rồi chúng ta trong cái mục send through thì chúng ta sẽ cho nó gửi qua cái địa chỉ IP của cái interface USB 4G ấy. Ở đây là .1.100 như lúc lúc vừa rồi mình có để ở đây. Đó, thì cái 4G1 này, IPv4 là .1.100 đây này. Đó, thì các bạn sẽ chọn vào đúng cái interface này luôn để nó gửi thẳng đến cái USB Wi-Fi luôn. Rồi còn cái mục nào nữa không nhỉ? Nếu mà các bạn điền bằng tay thì các bạn phải tự biết về các thông số như thế này.
Còn nếu không thì các bạn cứ sử dụng cái URL vMessage là được rồi. Đó, đây là thông số mình tự điền bằng tay, một cái server mình tự cũng tạo ở nhà luôn trên cái router OpenWRT khác của mình để sử dụng internet ở nhà. Còn các bạn có thể tạo bằng VPS, Heroku hoặc là các bạn mua của các của ai đó rồi sau, hoặc là các bạn xin share các thứ thì bạn sẽ tự điền vào với cái SNI như thế nào đó để nó có thể free 4G. Ok, thì cái này là các bạn sẽ cần phải tự điền, hoặc là các bạn có cái URL vMessage là tiện nhất, chỉ cần import vào và chỉnh lại cái send through là xong. Rồi, back overview. Thì sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong hết rồi, các bạn sẽ qua cái mục Global Setting. Chúng ta chưa qua được cái mục Global Setting, chúng ta sẽ đến tiếp với mục Transparent Proxy. Thì trong cái mục này cũng không có cần chỉnh nhiều, chúng ta cứ để mặc định hết. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến Redirect Port thì chúng ta sẽ để vào cái Doco Demo Draw. Rồi còn cái LAN Interface thì các bạn sẽ bỏ tích ở hết đi. Tất cả các cái Interface chúng ta sẽ chỉ chọn ở cái Bridge LAN thôi, tức là để chúng ta sẽ proxy cho cái mạng LAN của chúng ta, trong đó bao gồm cả cái Wi-Fi ấy. Đó, thì các bạn sẽ chỉ cần check vào cái Bridge LAN. Ok, sau đó chúng ta vào cái mục Global Setting. Ở trong cái mục Global Setting thì các bạn sẽ chọn vào cái Enable này. Đó. Rồi một vài cái các cái tùy chọn, nếu mà các bạn muốn xem asset lock thì các bạn sẽ để URL asset lock gì đó. Cái này tùy các bạn, còn không muốn xem thì thôi. Inbound enable thì các bạn sẽ chọn vào cái deco demo draw. Còn cái outbound enable thì các bạn sẽ chọn vào đúng cái vmessage mà các bạn vừa mới tạo nhé. Rồi thì bên xong rồi thì chúng ta save and apply thôi. Như vậy là chúng ta đã config xong hoàn toàn rồi. Còn bây giờ mình sẽ test thử cái mạng cho các bạn xem nhé, cái mạng internet. Thì bây giờ mình sẽ vào cái trang VNExpress. Đó, thực ra mình đang cố tình vào cái trang này bởi vì là như các bạn thấy này, ở đây là nó không load được quảng cáo luôn. Đây là một cái thủ thuật mà mình cài đặt ở trên cái V2Ray server của mình. Mình có trên đó cái Edgeware Home, nó sẽ chặn các cái quảng cáo lại. Đó, thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã vào trong cái này thành công rồi nhá. Rồi thì bây giờ chỉ việc bê cái này ra xe và chúng ta lắp ráp lên xe thôi. Bây giờ mình sẽ thử fast.com. Nói fast.com thôi nhưng mà thực ra cái mạng này nó cũng không có được nhanh lắm đâu, bởi vì nó tận dụng cái internet của nhà mình. Nên nếu các bạn thấy nó chậm thì thông cảm nhé. Còn các bạn sử dụng VPS các thứ thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Ok, đây mình đang sử dụng cái wifi của mình là đâu rồi nhỉ? Này, mở lên cho các bạn thấy là mình đang sử dụng wifi mà nó hơi chậm. Đây, Kia Cerato là mình sẽ lắp lên cái xe của mình. Còn đây là wifi ở nhà mình này. Đó, thì để chỉnh được cái wifi ấy, các bạn chỉ cần vào network rồi các bạn vào wireless. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái wifi của mình đang phát ra có cả 5GHz và 2.4GHz, hai band khác nhau. Và cái này mình đang kết nối đây này. Đó, desktop này. Đó, mình đang kết nối nhá. 7.1. Thì mình đang kết nối vào cái Mi router mini. Ok, thì hướng dẫn của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.